Hội chợ điện tử tiêu dùng thế giới, hay còn được gọi là CES 2018, sẽ được tổ chức trong 3 ngày, kể từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1 sắp tới tại Las Vegas, Mỹ. Đây được coi là một trong những sự kiện công nghệ thường niên đáng chú ý nhất. Liệu rằng năm nay, hội chợ này sẽ đem đến những sản phẩm mới mẻ và đặc biệt gì? Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tiêu điểm đáng chú ý sau đây. Một trong những công nghệ thu hút sự chú ý của rất nhiều người hiện tại là ứng dụng tương tác thực tế AR. Bất chấp sự kỳ vọng của nhiều người, công nghệ thực tế ảo VR đã không để lại quá nhiều ấn tượng trong năm 2017 do tính đắt đỏ của những thiết bị đi kèm và việc phần nó bị bó hẹp trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc game. Ngược lại, ứng dụng tương tác thực tế đã để lại dấu ấn với sự thành công của tựa game Pokemon Go hay những ứng dụng mạng xã hội cho phép người dùng đính các hiệu ứng động ngộ nghĩnh lên hình ảnh của mình. Xu thế điều khiển máy móc từ xa bằng giọng nói cũng sẽ là một chủ đề trọng tâm của CES 2018. Với sự thành công của hệ thống hỗ trợ Alexa, nhiều sản phẩm mới nhiều khả năng sẽ được giới thiệu như khóa cửa thông minh hay đèn điện tự động. Thậm chí, công nghệ điều khiển bằng giọng nói còn có thể vươn xa bên ngoài khuôn viên ngôi nhà và được sử dụng trong xe hơi hay công sở. Các thiết bị tại CES 2018 sẽ đến từ rất nhiều công ty công nghệ lớn như Google, Apple và Sony, hứa hẹn chất lượng âm thanh và nhận diện giọng nói tốt hơn rất nhiều. Một số nguồn tin cũng cho biết, một hãng điện thoại lớn sẽ công bố công nghệ mở khóa máy bằng hệ thống nhận dạng dấu vân tay trên màn hình. Và siêu phẩm mới của Samsung là chiếc S9 cũng sẽ được ra mắt. Những chiếc laptop với dung lượng pin khổng lồ và khả năng kết nối mạng LTE cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Thay vì dung lượng pin 8 tiếng như hiện nay, những laptop mới này có thể chạy liền 20 tiếng không nghỉ. Những chiếc máy này có thể liên tục truy cập mạng LTE dù ở bất cứ đâu. Tuy vậy, nhiều khả năng chúng sẽ đi kèm với các gói cước để sử dụng dịch vụ này. Một số sản phẩm sáng tạo và mới lạ khác bao gồm hành lý di chuyển tự động, thùng rác đóng mở bằng giọng nói, máy khui rượu đa năng hay hệ thống chơi game cảm giác ảo. Dự kiến sẽ có 170.000 khách tham dự hội chợ kéo dài 3 ngày này.